Bình An và Phương Nga là một cặp đôi đẹp, được nhiều người yêu mến của showbiz Việt, cả hai đều sở hữu ngoại hình không thua kém bất kỳ mỹ nam, mỹ nữ nào. Cuộc sống kín tiếng, không scandal cũng là lý do Bình An và Phương Nga thu hút lượng người hâm mộ đông đảo, ai nấy đều mong chờ cặp đôi sớm về chung một nhà. Bình An sinh năm 1993, năm nay 29 tuổi, Phương Nga sinh năm 1998, kém Bình An 5 tuổi. Về hành trình yêu, Bình An và Phương Nga gặp nhau năm 2017 trong cuộc thi Hoa khôi Đại học Kinh tế Quốc dân, cũng là cuộc thi mà Phương Nga đăng quang. Vào năm 2018, Phương Nga đạt giải Á hậu một Hoa hậu Việt Nam, sau đó, cặp đôi chính thức công khai quan hệ tình cảm. Sau khi công khai hẹn hò, Bình An và Phương Nga luôn sánh đôi bên nhau, từ công việc đến cuộc sống, chuyện tình yêu của cặp đôi được bố mẹ hai bên và mọi người ủng hộ. Vào dịp ngày lễ tình yêu năm 2022, Bình An khiến người hâm mộ suýt xoa khi chính thức cầu hôn người thương. Phương Nga xúc động, hạnh phúc khi sau nhiều năm gắn bó cuối cùng cặp đôi cũng có một cái kết viên mãn. Mới đây, trên trang cá nhân, Bình An một lần nữa lại khiến người hâm mộ vui mừng khi tung ảnh cưới tuyệt đẹp cùng dòng chia sẻ. Vẫn giữ lời hứa từ mấy năm trước, hẹn mọi người vào tháng 9 âm lịch này nhé. Ngay lập tức, nhiều bạn khán giả, bạn bè, đồng nghiệp, người thân cũng vui mừng chúc phúc cho cặp đôi và mong chờ được đến dự hôn lễ của cặp đôi vào tháng 9 âm này. Bình An là diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Mối tình đầu của tôi, Đi qua mùa hạ, Những cô gái trong thành phố, Yêu hơn cả bầu trời, Mặt nạ gương và hiện nay là Gaza hạnh phúc. Dù ban đầu Bình An bị đánh giá là diễn xuất đơ và nhạt nhưng càng ngày nam diễn viên càng khẳng định được năng lực diễn xuất của mình. Còn Á hậu Phương Nga đang là một gương mặt dẫn chương trình được yêu thích của nhà đài VTV. Mới đây, trong cuộc trò chuyện với Tin Phim Việt, Bình An chia sẻ, Phương Nga luôn ủng hộ anh trong công việc cũng như cuộc sống. Từ trước nay khi mình làm phim ấy, mình khẳng định một điều rằng là chưa có một bộ phim nào mình làm là mình chưa hôn. Và thậm chí là có những cảnh nóng hơn. Và mình được một cái rất là hơi thật thà một xíu, tức là trước khi mà làm một bộ phim nào đấy, mình đọc kịch bản xong thì mình sẽ báo cáo là phim sẽ có cái nọ, phim sẽ có cái kia. Và đấy, nếu như mà có lỡ xem được thì mình cũng đã khai báo rồi, rất là thành thật. Và đến bây giờ mình với Phương Nga cũng yêu nhau được gần 5 năm và mình cảm thấy rất là vui, rất tự hào về một người bạn gái của mình. Là một người mà luôn hiểu và thông cảm cho người bạn của mình. Nói thật là nếu như mà không ghen thì không phải, yêu là phải ghen. Nhưng mà ngoài cái việc ghen ra thì cái việc mà người bạn của mình tạo điều kiện cho mình, thông cảm cho mình để hoàn thành tốt nhất cái vai diễn thì đấy là một cái điều mà mình rất tự hào về người bạn gái của mình. Cùng chúc mừng cho cặp trai tài gái sắc Bình An, Phương Nga và chờ đón đám cưới của cặp đôi vào tháng 9 âm lịch tới nhé.